Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng, năm 2022 an vui tuổi già. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi năm mỗi tuổi đều có sự may mắn và thành công riêng của mình. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng cũng vậy, họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong năm 2022 Nhâm Dần cực kỳ hanh thông và thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang, như ý. Trong cuộc sống thì ai cũng mong muốn mình sẽ được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Nhưng vận mệnh của mỗi người khác nhau, có năm tốt cũng có năm xấu, do đó việc xem tử vi trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam. Đây là cách để bạn nắm rõ vận mệnh của mình trong năm mới. Qua lá số tử vi năm 2022 Nhâm Dần, những gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng sẽ hiểu được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá, khiến cho hầu hết các con giáp khác đều phải nể phục và ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp cho quý gia chủ Tân Mão nữ mạng biết được những điều tốt để phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời quý vị. Để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng với Phong thủy Gia Cát khám phá phần luận giải tử vi năm 2022 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mạng dưới đây. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh trong năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh có mệnh tùng bách mộc, gỗ, cây tùng, là người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt đẹp, sống tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Xét về vận hạn, năm Nhâm Dần 2022, Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thủy diệu, vận hạn toán tận, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão, nữ mệnh không phạm tam tai, hạn hoang ốc không phạm hoang ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Mão gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Xét về mối quan hệ thiên can tân âm kim gặp nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là một năm khá tốt cho các gia chủ tuổi Tân Mão. Nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Để cho vận trình năm được hanh thông may mắn, những gia chủ tuổi Tân Mão cần phải mang theo một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí hàng đầu chuyên để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được may mắn và bình an. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần chú ý tháng Kỷ Dậu, tháng 8 âm lịch từ ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mão. Vào những ngày này, gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh vận hạn và cách hóa giải cho Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh sinh năm 1951 Tân Mão năm nay gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức tinh quân, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp tai nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sau này kỵ tháng 4 và tháng 8, hóa giải vận hạn sao thủy diệu. Thực hiện cúng dâng sao thủy diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới, nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao thủy diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao thủy diệu vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có để dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải màu đen, nếu các vật có cùng màu sắc khác, phải sử dụng giấy đen để bọc lại rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày đặt xong, thì nên đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc rồi mới thực hiện làm lễ cúng hoặc áp dụng các yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sau này, vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951, năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận, vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi.
Như vậy, hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng có thể rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần phải hết sức chú ý. Hóa giải niên hạn này, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự toán trước được. Mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất, gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những vậy, tránh được tình trạng say sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn, bởi năm gặp hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Song đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh, theo tháng âm lịch năm 2022, tháng 1 đón xuân đầu năm cùng gia đình. Gia chủ tuổi Tân Mão chú ý khi di chuyển bên ngoài. Tháng 2, công việc của con cái trong tháng này không thuận lợi. Tháng 3, tình cảm của các thành viên trong gia đình không được tốt. Tháng 4, công việc làm ăn của người nhà trong tháng 4 không được tốt, sức khỏe của gia chủ kém đi. Tháng 5, cẩn trọng lời ăn tiếng nói kẻo rước họa vào thân. Tháng 6, gia chủ cần phải đặc biệt chú ý cẩn thận bệnh tật ốm đau lâu ngày khó khỏi trong tháng này. Tháng 7, cẩn thận gặp tai nạn bất ngờ rất nặng. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có chuyện buồn đưa tới trong gia đạo. Có người già ốm, khó qua khỏi. Tháng 9, tháng này gia chủ sinh năm Tân Mão có tin vui từ gia đạo. Tháng 10, không được tốt, tình cảm gia đạo thiếu hòa khí, có mâu thuẫn xung đột. Tháng 11, hòa khí trong gia đạo của gia chủ tháng 11 cũng không tốt, bên cạnh đó cẩn thận mất của cải. Tháng 12, trong tháng cuối của năm Nhâm Dần, gia chủ hao tán tiền bạc, cùng với đó đường ăn uống cũng cần phải chú ý. Tổng kết tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh trong năm Nhâm Dần 2022. Về sự nghiệp, năm Nhâm Dần 2022, với những người vẫn còn đang tiếp tục công việc, chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của một số đương số gặp nhiều trở ngại. Dù đã là về hưu hay là vẫn đang tất bật làm việc, mưu sự cũng khó thành, bại khí lấn át, hành sự phải thật tỉnh táo và thận trọng. Bản mệnh dễ vướng phải chuyện thị phi, mâu thuẫn, thậm chí còn có kẻ ác ý bôi nhọ danh tiếng. Do đó, cần phải chú ý nhiều hơn đến cách hành xử. Trước khi nói hoặc làm gì, cũng cần phải cân nhắc cẩn thận, không nên nóng nảy hành xử một cách bột phát. Đương số cũng không nên quá cứng đầu, buộc người khác phải nghe theo ý của mình. Hãy có cái nhìn cởi mở và đa chiều hơn về mọi việc. Từ đó, có thể tìm thấy cách tháo gỡ những khó khăn hay rắc rối đang gặp phải. Về tài chính, năm nay tình hình tài chính về cơ bản không có biến động quá lớn. Song, người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần phải giữ chặt túi tiền của mình, không dễ dàng tin theo lời rủ rê của người ngoài cả bị lừa gạt. Khi có người muốn vay mượn, bản mệnh cũng cần phải cân nhắc đến đối tượng, không nên cho vay một cách quá dễ dàng, nếu không bạn dễ bị lừa đảo, vừa mất tiền vừa mất quan hệ. Về sức khỏe, năm nay, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sinh năm 1951. Đương số, cần tập thói quen buông bỏ gánh nặng, chớ để cảm xúc chi phối hành động. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh có thể nhờ đến sự giúp đỡ và chia sẻ của con cái, cũng như nửa kia, chớ nên ôm mọi chuyện vào lòng. Những gia chủ tuổi Tân Mão không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp cho bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng lao động vất vả. Gia chủ, nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nữ mệnh. Về tình cảm gia đạo, năm nay, các mối quan hệ tình cảm xã giao của người tuổi Tân Mão không lý tưởng, nhiều mâu thuẫn lắm thị phi, vạ miệng. Nguyên nhân có thể là do bản tính nóng nảy, bảo thủ của chính đương số. Dù sao thì bản mệnh cũng là người đã có tuổi, tốt nhất nên cố gắng giữ trạng thái tâm lý, cảm xúc ổn định, chớ nên quá kích động, dễ dẫn đến những tai biến bất ngờ. Trong gia đình,
người tuổi này cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cháu. Có những chuyện bản mệnh nên nghĩ thoáng ra thì việc gì cũng dễ dàng giải quyết. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 nữ mệnh, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ với quý gia chủ về vận trình tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 nữ mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ, công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần quan tâm chú trọng là sức khỏe và gia đình. Trong năm Nhâm Dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, chân tay dễ thương tổn, cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ tận hưởng tuổi già. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tân Mão, sinh năm 1951 nữ mệnh, trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người nhận được thông báo về những kiến thức tử vi, phong thủy hay và hấp dẫn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.